Thưa quý vị, vào tối qua ngày 22 tháng 4, tại quảng trường Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc lễ hội du lịch Hà Tĩnh năm 2023 với chủ đề Hà Tĩnh trang thơ hoa cánh sóng. Đây là sự kiện mở màn cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh với nhiều sự kiện văn hóa, du lịch thể thao, thương mại khác sẽ được diễn ra tại đây. Lễ hội khai mạc du lịch biển Hà Tĩnh gắn với tuần văn hóa Nguyễn Du và khai trương khu vực giải trí ẩm thực đêm tại khu du lịch Xuân Thành, tổ chức thi đấu giải góp. Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật Hà Tĩnh trang thơ hoa cánh sóng gồm 3 phần. Phần 1, đất thi nhân, nguồn cội, nguồn thơ. Phần 2, tình người Hà Tĩnh. Phần 3, khát vọng vươn xa cùng cánh sóng, nhằm ca ngợi mảnh đất Hà Tĩnh, địa linh nhân kiệt đang từng ngày đổi mới và phát triển, cũng như những câu chuyện kể về tình đất, tình người Hà Tĩnh. Qua đây, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng và lợi thế về khu du lịch của Hà Tĩnh nói chung, huyện Nghi Xuân cũng như khu du lịch Xuân Thành nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Kết thúc chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút rực rỡ, mở màn cho mùa du lịch đầy triển vọng. Năm 2023 này, Hà Tĩnh phấn đấu đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú nội địa là 500.000 lượt, khách lưu trú quốc tế là 10.000 lượt.